Hello anh em nha. Tiếp tục với cái series mật hộp và review máy bay điều khiển từ xa. Thì hôm nay giới thiệu với anh em một con hàng siêu khủng. Đó là con Pelamut Mutant của Volatic RC nhá. Con hàng này thì là sải cánh tận 75cm, rất là to, có điều khiển 4 kênh và có mạch cân bằng sẵn rồi nha anh em nhá. Đó, thì hàng này thì là hàng shop nhận order nhá, chứ không có sẵn. Thì anh em là muốn đặt hàng mẫu này hoặc các mẫu máy bay RC có thể liên hệ với Zalo của shop để đặt order nhá. Còn ok, đặt hộp anh em nhá. Ok, thì phụ kiện tờ lưa rất là nhiều. Con này là cấu hình RTF anh em nhé, đầy đủ pin, điều khiển và tất cả các phụ kiện kèm theo. Anh và dự phòng khuyến cáo là con này thì anh em nào muốn đặt thì cũng là anh em, những anh em chơi lâu rồi nhá, thì là cái khâu lắp ráp của nó cũng rất là khá là phức tạp và nó điều khiển 4 kênh, tốc độ động cơ không trở than, tốc độ rất là cao. Anh em mới chơi chắc cũng chưa kiểm soát nó đâu. Rồi ok, bây giờ lắp ráp nó anh em nhé. Đầu tiên mình lắp bản cánh đuôi và cái xe bo cánh đuôi nha. Ok, tiếp đến mình kết nối lắp bản cánh. Đầu tiên là lắp xe mo cho hai cánh tà nhé. Ok, sau khi đã lắp xong servo cánh tà, mình sẽ kết nối các servo và ESC với đoạn mạch nhá. Thì ở trong sách hướng dẫn này, mình đã có hướng dẫn rồi. Đặt theo chiều anten hướng vào thân máy bay nhá. Đây. Cái đầu tiên đây là cắm ESC, sau đó đến cắm cắm servo của elevator, tức là hai cánh tà, và hai cái tiếp theo là mình cắm các servo của cánh đuôi nhá, cuối cùng là cắm AUX, tức cổng âm thanh đấy. Ok, đây mình đã có đánh dấu rồi, thật dễ nhá. Đầu tiên số 1 mình cắm ESC này. Số 2 tên xe vo cánh đuôi để lên xuống ấy. Số 3 xe vo quành trái phải này, đồng thời lái bánh lái ở dưới đuôi máy bay nhá. Và cuối cùng số 4 là xe vo lái hai cánh tà. Ok,
bật thử pin vào test xem đã đúng chưa nhá. Kênh đầu tiên là kênh ga này. Ok, kênh thứ hai là lái trái phải này. Ok, kênh số 3 là lên xuống này, kênh đuôi lên xuống này. Ok, kênh số 4 là phải trái phải này. Ok nhá, tất cả đã đúng nhá. Ok, thì mình lắp hoàn thiện thôi. Tiếp theo là lắp cái quạt nhé. Ok, lắp bánh xe nhá. Ok, em nó rất là to, đặt kín hết cả bàn. Mọi người chưa ngưng em lắm một lần nha. Sải cánh tận 75 cm, rất là to. Bây giờ thì kiểm tra lại tất cả các chức năng một lần cuối nha. Pin lối điều khiển. Ok, kênh đầu tiên là kênh ga nhá. Wow, rất là khỏe nha. Kênh thứ hai là bánh lái này. Ok, thứ ba là cái bo lên xuống này. Ok, kênh thứ tư là cánh tà. Ok, tất cả hoạt động ok nhá. Rồi như, thì quy trình lắp ráp con này thì nói chung là cũng khá là phức tạp và nhiều bước, chứ nó không đơn giản như các con hai kênh ba kênh khác. Đấy, thì anh em nào chơi quen rồi, hiểu về máy bay rồi thì hãng nên chơi con này nhá. Còn những anh em mới chơi thì chắc là chưa chơi được đâu. Ok, thì vì do đây là hàng mình shop order cho khách nên là sẽ không có bay thử, tại vì là không ai được đảm bảo được là khi một cái máy bay bay lên trời không ai đảm bảo được 100% sẽ bay ok và hạ cánh an toàn, nên là mình xin phép là sẽ không bay thử để máy bay còn nguyên vẹn, chứ nếu bay mà
va chạm mà xước xát thì nó không hay. Thì mình sẽ lấy một cái video bay thực tế của anh khách hàng bên mình gửi cho mình và chèn vào cho anh em xem nhé, con này nó hoạt động ok không nhá. Ok tất cả anh em.